Chương thứ 33. Lễ Phật thế chúng sanh trong đường súc sanh. Ngày nay, đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng lại chí thành lãnh lễ Tam Bảo, nguyện khắp vì mười phương tận hư không giới, hết thảy đường súc sinh trong bốn loại chúng sanh, hoặc lớn hoặc nhỏ, dưới nước trên khô, giữa hư không, hết thảy súc sinh và quyến thuộc của tất cả chúng sanh ấy, ngày nay chúng con do sức của tâm Bồ Đề mà đảnh lễ quy y thế gian đại từ bi phụ. Nam mô Di Lặc Phật. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bảo Kiên Minh Phật. Nam mô Lê Đà Bộ Phật. Nam mô Tùy Nhật Phật. Nam mô Thanh Tịnh Phật. Nam mô Minh Lực Phật. Nam mô Công Đức Tụ Phật. Nam mô Cụ Túc Đức Phật. Nam mô Sư Tử Hạnh Phật. Nam mô Cao Xuất Phật. Nam mô Hoa Thí Phật. Nam mô Châu Minh Phật. Nam mô Liên Hoa Phật. Nam mô Ái Trí Phật. Nam mô Quy Đà Nghiêm Phật. Nam mô Bất Hư Hạnh Phật. Nam mô Sinh Pháp Phật. Nam mô Tướng Minh Phật. Nam mô Tư Duy Nhạo Phật. Nam mô Nhạo Giải Thoát Phật. Nam mô Tri Đạo Lý Phật. Nam mô Thượng Tinh Tấn Bồ Tát. Nam mô Bất Hư Tức Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Vô Biên Thân Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Lại quy y như vậy mười phương tận hư không giới, hết thảy Tam Bảo. Nguyện xin Tam Bảo dùng sức từ bi, đồng gia tâm nhiếp thọ, cho hết thảy súc sinh trong bốn loài và quyến thuộc của chúng, trong tất cả đường súc sinh ở khắp mười phương tận hư không giới, bao nhiêu tội chướng đều được tiêu trừ, bao nhiêu khổ não đều được giải thoát, đồng xả bỏ ác thú, đồng chứng được đạo quả, thân tâm an vui như ở đệ tam thiền, tứ vô lượng tâm, lục ba la mật thường được hiện tiền, bốn vô ngại trí, sáu sức thần thông như ý tự tại, xa lìa đường súc sinh, vào đường niết bàn, nhập kim cang tâm, thành bậc chánh giác. Chương thứ 34. Vì sáu đường chúng sanh mà phát nguyện. Chúng con ngày nay xin nhờ công đức nhân duyên lễ Phật, sám hối thế cho các vị trời, các vị tiên, long thần, bát bộ, nguyện xin cho hết thảy chúng sinh trong bốn loài sáu đường, khắp mười phương, tận hư không giới, cùng tận đời vị lai, từ nay trở đi cho đến ngày thành Phật, không thọ thân hình cách lầm lạc, oan uổng, không chịu các khổ sở độc hại, không tạo năm tội nghịch, mười tội ác, không đọa vào ba đường ác nữa. Nhờ công đức nhân duyên lễ Phật, hôm nay đều được thân nghiệp thanh tịnh, khẩu nghiệp thanh tịnh, như chư Đại Bồ Tát Ma Ha Tát, đều như chư Đại Bồ Tát Ma Ha Tát được đại tâm, tâm như đại địa sinh ra các căn lành, tâm như biển cả, giữ gìn pháp đại trí huệ của chư Phật. Tâm như núi Tu Di, khiến tất cả chúng sinh đều an trú nơi vô thượng Bồ Đề. Tâm như ngọc báo Ma Ni, xa lìa tất cả phiền não. Tâm như ngọc báo Kim Cang, quyết định được tất cả các pháp. Tâm kiên cố, tà ma ngoại đạo không thể ngăn trở phá hoại. Tâm như liên hoa, hết thảy các pháp không thể làm nhiễm nhất. Tâm như hoa ưu đàm bát, trong bao nhiêu kiếp khó gặp được. Tánh như hư không, hết thảy chúng sanh không thể lường được. Lại nguyện cho hết thảy chúng sanh trong bốn loài sáu đường, từ nay trở đi so lường được tánh biết của mình, so lường được tánh quyết định tinh hiểu của mình, trừ bỏ hết các pháp giả dối, thường nghĩ nhớ lời pháp ngữ,
có của gì đều bố thí, tâm không luyến tiếc, tâm dõng mãnh, không sợ hãi. Công đức tu hành đều bố thí cho tất cả chúng sanh, không đọa lại đường tà, chuyên tâm một bề chánh đạo, thấy thiện như huyễn hóa, thấy ác như chiêm bao, xa lìa sinh tử, mau ra ba cõi, quán sát rõ ràng, thấu đáo pháp môn thậm thâm di diệu của chư Phật. Tất cả đều được cúng dường hết thảy chư Phật, lễ phẩm cúng dường đều được đầy đủ. Tất cả đều được cúng dường hết thảy tôn pháp, lễ phẩm cúng dường đều được đầy đủ. Tất cả đều được cúng dường hết thảy Bồ Tát, lễ phẩm cúng dường đều được đầy đủ. Tất cả đều được cúng dường hết thảy hiền thánh tăng, lễ phẩm cúng dường đều được đầy đủ. Nếu tất cả chúng sanh đời vị lai trái với lời đại nguyện của chúng con hôm nay, đều xin nhờ ơn Đức Tam Bảo khiến tất cả chúng sanh ấy đồng được vào trong bể đại nguyện này, liền được thành tựu công đức trí huệ, nhờ thần lực của Phật mà tùy tâm tự tại đồng như chư Phật, đều thành chánh giác. Chương thứ 35. Cảnh tỉnh vô thường. Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng đã cùng nhau lễ Phật, sám hối phát nguyện thế cho hết thảy chúng sanh trong lục đạo rồi. Bây giờ cần phải tỉnh ngộ vô thường. Tha ngươi, tội phước trong ba cõi, nhân quả sinh nhau ở ngay tại tâm, không rời đương niệm. Nhân quả ảnh hưởng lẫn nhau, không ngoài thiện ác, không thể sai lầm. Nguyện xin đại chúng nên giác ngộ lý vô thường, phải siêng lo tu hành để tự cứu lấy bản thân, chớ sinh tâm lười biếng mà không cố gắng. Người tri thức thường than: giả sử người hưởng thú dục lạc trăm ngàn vạn ức năm, rốt cuộc cũng không thể tránh được đau khổ trong ba đường ác. Huống gì chúng ta trong khoảng thời gian ngắn ngủi 100 năm, nhưng mấy ai sống được một nửa. Thế thì chúng ta không thể tự dung túng qua ngày không lo tu tập. Giả lại thế gian huyễn hóa, rốt cuộc tất cả đều tiêu ma, có rồi hoàn không, lên cao rồi phải xuống thấp, có sum họp phải có chia ly, có sinh quyết có tử, cha mẹ vợ con chồng bạn anh em quyến thuộc thương yêu đến tận cốt tủy, đến giờ phút lâm chung không ai có thể chết thế cho ai. Quyền cao chức trọng, vinh hoa phú quý, tiền tài bảo vật cũng không thể kéo dài đời sống, cũng không thể dùng lời lẽ ăn uống cầu chúc để mong thoát khỏi tử thần. Sống chết là việc vô hình, không ai có thể lưu lại được. Kinh dạy rằng chết là hết, tắt hơi thở rồi thần thức thoát ly, thân hình tan rã, nhân vật như nhau, không ai sống mà không chết. Nhưng trong lúc bỏ thân mạng sống này, khổ não vô cùng, sáu dòng bà con nội ngoại vây quanh khóc lóc. Người chết khi ấy sợ lắm, không biết nương nhờ ai. Lúc hơi thở cuối cùng sắp tàn, người chết nhớ lại hết thảy việc thiện ác mình đã làm trong một đời qua, hành tướng quả báo sum la hiện ra trước mắt. Người làm lành được thiên thần, thần trời phù hộ. Người làm ác có ngưu đầu ngục tốt xua đuổi, ngục tốt la sát hằng không khoan dung tha thứ. Từ thân hiếu tử không thể cứu giúp, vợ chồng ân ái chỉ nhìn nhau xem cái chết đến. Gió phong đau xẻ thân, đau khổ không thể nói được. Người chết lúc ấy ruột đau như dao cắt, bao nhiêu thống khổ đồng thời dồn dập, tinh thần hoảng hốt như điên như cuồng. Dầu muốn khởi tâm nghĩ một niệm lành, là một mảy phước, lễ Phật một lạy cũng không thể được. Lòng càng hối hận, khổ não như vậy, không ai chịu thế cho ai. Kinh Niết Bàn dạy rằng, người chết ở nơi chốn hiểm nạn, không có lương thực, đường đi mờ mịt xa xăm, lại không có bạn bè, ngày đêm đi mãi không biết về đâu, không có phương hướng, thâm thúy tối tăm, không có ánh sáng, vào vô gián địa ngục, đến rồi không thoát ra được. Sống không tu phước, chết về chỗ khổ, sầu thảm chua cay, không thể liệu trị. Việc ấy không có hình sắc, nên không thể biết trước mà lo sợ.
ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng đã biết quả báo của sự sống chết như sợi dây xích, không có mối manh, không bao giờ cùng tận. Chết rồi, thần hồn đi ngơ ngác, thui thủi một mình, không biết về đâu, không ai thấy biết, không thể tìm kiếm, không thể ghi nhớ. Chỉ mỗi người tự nỗ lực siêng năng chịu khổ, chăm lo tu tập, thực hành lục độ, tứ vô lượng tâm, vân vân, để làm tư lương riêng về xứ sở. Chớ ỷ mình còn mạnh khỏe mà tự yên tâm, phải nên hết lòng tha thiết đảnh lễ quy y thế gian đại từ bi phụ. Nam mô Di Lặc Phật, Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Đa Văn Hải Phật, Nam mô Trì Hoa Phật, Nam mô Bất Tùy Thuế Phật, Nam mô Hỷ Chúng Phật, Nam mô Khổng Tước Âm Phật, Nam mô Bất Hối Một Phật, Nam mô Đoạn Hữu Ái Cấu Phật, Nam mô Oai Nghi Tế Phật, Nam mô Vô Động Phật, Nam mô Chư Thiên Lưu Bố Phật, Nam mô Bảo Bộ Phật, Nam mô Hoa Thủ Phật, Nam mô Oai Đức Phật, Nam mô Phá Oán Tặc Phật, Nam mô Phú Đa Văn Phật, Nam mô Diệu Quốc Phật, Nam mô Hoa Minh Phật, Nam mô Sư Tử Trí Phật, Nam mô Nguyệt Xuất Phật, Nam mô Diệt Âm Phật, Nam mô Sư Tử Du Hí Bồ Tát, Nam mô Sư Tử Phấn Tấn Bồ Tát, Nam mô Vô Biên Thân Bồ Tát, Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Lại quy y như vậy mười phương tận hư không giới, hết thảy Tam Bảo. Nguyện xin Tam Bảo đồng gia tâm che chở, nguyện cho đại chúng đồng sám hối trong đạo tràng, từ nay trở đi cho đến ngày thành Phật, bao nhiêu tội nhân vô lượng khổ quả đều được đoạn trừ, phiền não kết nghiệp hoàn toàn thanh tịnh, thường được đích thân tham dự các hội thuyết pháp của chư Phật, tu đạo Bồ Tát, tự tại thọ sinh, tứ đẳng lục độ như pháp tu hành, tứ biện lục thông hoàn toàn đầy đủ, trăm ngàn tam muội ứng niệm hiện tiền, các môn tổng trì đều hay chứng nhập, chóng lên đạo tràng thành bậc chánh giác. Chương thứ 36. Lễ Phật thế người làm công quả ở chùa. Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng lại chí thành đảnh lễ Tam Bảo, khởi tâm từ bi, không phân biệt oán thân, nguyện vì những người ngày nay chuyển thân trở lại vào chùa làm việc nấu ăn, gánh nước, bữa củi, tùy hỷ công đức, dận hết năng lực làm giúp công việc về phước nghiệp khó nhọc. Nguyện khắp vì bà con quyến thuộc các người ấy, lại nguyện vì hết thảy những người hiện đời này bị lao ngục, ách nạn khốn khổ, giam cầm trói buộc, và những người bị hành phạt khổ sở. Nghĩ thương các người ấy, ở đời tuy được làm người, nhưng vui ít khổ nhiều, gông cùng xiềng xích chưa thể lìa thân, hoặc là đời nay tạo ác, hoặc là đời trước tạo ác, nghiệp báo còn theo dõi, hoặc đáng được phóng thích rồi, nhưng không biết do đâu giải bày, tội nặng bị xử tử, không người cứu. Chúng con tên, ngày nay do tâm từ bi, nguyện vì các người ấy và quyến thuộc của các người ấy mà quy y thế gian đại từ bi phụ. Nam mô Di Lặc Phật, Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Thứ Đệ Hành Phật, Nam mô Phước Đức Đăng Phật, Nam mô Âm Thanh Trị Phật, Nam mô Kiêu Đàm Phật, Nam mô Thế Lực Phật, Nam mô Thân Tâm Trú Phật, Nam mô Thiện Nguyệt Phật, Nam mô Giác Ý Hoa Phật, Nam mô Thượng Cát Phật, Nam mô Thiện Oai Đức Phật, Nam mô Trí Lực Đức Phật, Nam mô Thiện Đăng Phật, Nam mô Kiên Hành Phật, Nam mô Thiểm Âm Phật, Nam mô An Lạc Phật, Nam mô Nhật Diện Phật, Nam mô Nhạo Giải Thoát Phật, Nam mô Giới Minh Phật, Nam mô Trú Giới Phật, Nam mô Vô Cấu Phật, Nam mô Sư Tử Phan Bồ Tát, Nam mô Sư Tử Tát Bồ Tát, Nam mô Vô Biên Thân Bồ Tát, Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Lại quy y như vậy mười phương tận hư không giới, hết thảy Bồ Tát. Nguyện xin Tam Bảo dùng sức từ bi, đồng gia tâm nhiếp thọ,
nguyện cho những người chấp lao phục dịch, gánh nước, bữa củi, tùy hỷ công đức và quyến thuộc của các người ấy. Từ nay trở đi cho đến ngày thành Phật, hết thảy tội chướng đều được tiêu trừ, hết thảy khổ não đều được giải thoát, thọ mạng viên trường, thân tâm an lạc, hằng lìa tai ách, không có phiền não chướng ngại nữa. Phát tâm đại thừa, tu Bồ Tát đạo, lục độ tứ đẳng đều được hoàn toàn, xả ly sinh tử, đồng được an vui niết bàn. Lại nguyện trong thiên hạ, những người bị hình phạt tù đầy, cầm cố trói trăng, ách nạn khốn khổ, những người tật bệnh, không được tự tại, và quyến thuộc của các người ấy, đều nhờ oai lực công đức của chúng con lễ Phật, sám hối hôm nay mà được giải thoát khổ não. Những nghiệp nhân độc ác hoàn toàn đoạn trừ, ra khỏi lao ngục, vào thiện pháp môn, thọ mạng vô cùng, trí huệ vô tận, thân tâm an lạc như ở đệ tam thiền. Nhớ lao ngục khổ, tưởng báo ơn Phật, cải ác tùng thiện, phát tâm đại thừa, hành đạo Bồ Tát, vào tâm kim cang, trở lại độ thoát hết thảy chúng sanh, đồng thành chánh giác, thần lực tự tại. Chương thứ 37. Phát nguyện hồi hướng. Ngày nay, đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng đã phát tâm rồi. Công việc sám hối đã xong. Thứ lại, nên đem công đức này phát nguyện hồi hướng cho hết thảy chúng sanh. Vì sao vậy? Vì hết thảy chúng sanh sở dĩ không được giải thoát đều do đắm trước quả báo, không thể xả bỏ. Nếu có chút thiện, mảy phước mà hay hồi hướng được, thì đối với quả báo không sinh tâm đắm trước, liền được giải thoát, thông thả tự tại. Vì vậy nên, trong kinh Tám Tháng Sự Tu Hành, biết hồi hướng là việc đại lợi ích. Cho nên bây giờ, đại chúng cũng phải phát nguyện hồi hướng và khuyến khích mọi người không nên đắm trước quả báo. Chúng con cùng nhau, trước hết là chí tâm đảnh lễ quy y Thế Gian Đại Từ Bi Phụ. Nam Mô Di Lặc Phật, Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Kiên Xuất Phật, Nam Mô An Xà Na Phật, Nam Mô Tăng Ích Phật, Nam Mô Hương Minh Phật, Nam Mô Di Lam Minh Phật, Nam Mô Niệm Dương Phật, Nam Mô Mật Bát Phật, Nam Mô Vô Ngại Tướng Phật, Nam Mô Tính Giới Phật, Nam Mô Chí Diệu Đạo Phật, Nam Mô Nhạo Thật Phật, Nam Mô Minh Pháp Phật, Nam Mô Cụ Oai Đức Phật, Nam Mô Chí Tịch Diệt Phật, Nam Mô Thượng Từ Phật, Nam Mô Đại Từ Phật, Nam Mô Cam Lồ Dương Phật, Nam Mô Di Lâu Minh Phật, Nam Mô Thánh Tán Phật, Nam Mô Quảng Chiếu Phật, Nam Mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Nam Mô Phổ Hiền Bồ Tát, Nam Mô Vô Biên Thân Bồ Tát, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Lại quy y như vậy mười phương tận hư không giới, hết thảy Tam Bảo. Nguyện xin Tam Bảo dùng sức từ bi, đồng gia tâm phù hộ cho chúng con, hết thảy hạnh nguyện đều được viên mãn. Ngày nay, đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng, từ nay cho đến ngày thành Phật, tu Bồ Tát đạo không thôi không nghỉ, trước độ chúng sanh, sau sẽ thành Phật. Nếu trong lúc chưa đắc đạo, còn đọa sinh tử, xin nhờ nguyện lực này, khiến chúng con sinh ra nơi nào ba nghiệp, thân, khẩu, ý đều được thanh tịnh. Thường phát tâm nhu nhuyến, tâm điều hòa, tâm không buông lung, tâm tịch diệt, tâm chân thật, tâm không tạp loạn, tâm không tham lam, tâm không keo rít, tâm đại thù thắng, tâm đại từ bi, tâm an trú, tâm hoan hỷ, tâm độ hết thảy chúng sanh, tâm giữ gìn bồ đề, tâm thề đồng như tâm chư Phật. Phát những tâm nhiệm màu thù thắng rộng lớn như vậy, để chuyên cầu nghe nhiều, tu định ly dục, lợi ích an lạc hết thảy chúng sanh. Nguyện không bỏ đạo Bồ Đề, thành bậc chánh giác. Phát nguyện hồi hướng thế cho chúng sinh. Ngày nay, đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng chí thành đảnh lễ, quỳ gối chắp tay, tâm niệm miệng nói theo lời này. Mười phương chư thiên chư tiên có công đức hạnh nghiệp gì,
chúng con nay xin hồi hướng thế, đồng quy chánh giác đạo. Mười phương Long Vương quỷ thần có thiện nghiệp gì thù thắng? Chúng con nay xin hồi hướng thế, đồng quy nhất thừa đạo. Mười phương các nhân vương có tu hạnh nghiệp gì về đạo Bồ Đề? Chúng con nay xin hồi hướng thế, đồng quy y vô thượng đạo. Các loại chúng sanh trong lục đạo có mảy may thiện nghiệp gì? Chúng con nay xin hồi hướng thế, đồng quy y vô thượng đạo. Mười phương đệ tử Phật, thiện lai chúng tỳ kheo, vô trước tứ sa môn và những vị cầu duyên giác thừa, ẩn hiện hóa chúng sanh, hiểu rõ pháp nhân duyên như vậy, và hết thảy đều hồi hướng Phật đạo. Mười phương chư Bồ Tát đọc tụng thọ trì kinh, nhập thiền, xuất thiền, khuyến hóa chúng sanh làm hết thảy điều phước thiện như vậy. Hết thảy tam thừa thánh chúng có bao nhiêu cội phước đức đều xin hồi hướng cho tất cả chúng sanh đồng quy y vô thượng đạo. Các vị trên trời và dưới nhân gian tu thánh đạo có bao nhiêu công đức thiện nghiệp, nay chúng con khuyên hồi hướng vô thượng đạo. Những vị phát tâm và sám hối, tự mình tu và khuyên người tu, dầu được mảy may phước như vi trần, cũng đem thí hết cho chúng sanh. Nếu chúng sanh không thành Phật, chúng con thề không bỏ Bồ Đề nguyện. Bao giờ chúng sanh thành Phật hết, chúng con mới chứng quả vô thượng Bồ Đề. Nguyện xin chư Phật, chư Đại Bồ Tát, vô lậu các thánh nhân, đời này và đời sau duy nguyện xin nhiếp thọ. Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng cùng nhau chí tâm đảnh lễ Tam Bảo, nguyện xin thay thế các vị quốc chủ và quyến thuộc của quốc chủ mà hồi hướng, nguyện xin thay thế cha mẹ và bà con mà hồi hướng, nguyện xin thay thế sư trưởng và chi vị đồng học mà hồi hướng, nguyện xin thay thế các nhà tín thí đàn Việt thiện ác tri thức mà hồi hướng, nguyện xin thay thế hộ thế tứ thiên vương mà hồi hướng, nguyện xin thay thế ma vương trong mười phương mà hồi hướng, nguyện xin thay thế các vị thông minh chánh trực, thiên địa hư không, chủ thiện phạt ác, thủ hộ trì chú, ngũ phương Long Vương, Long Thần Bát Bộ mà hồi hướng, nguyện xin thay thế các vị linh kỳ u hiển mà hồi hướng, nguyện xin hồi hướng thế cho mười phương tận hư không giới hết thảy chúng sanh. Nguyện xin chư thiên, chư tiên, Long Thần Bát Bộ, hết thảy chúng sanh từ nay trở đi cho đến ngày chứng quả Bồ Đề, hằng thể hội được pháp môn vô tướng, không còn có tâm đắm trước quả báo nữa. Từ bi đạo tràng sám pháp, quyển thứ 9, hết. Cuối quyển 9. Lương Hoàng Bảo Sáng, tận thị Phật ngôn, văn từ sáng lạng tại Lương Hàm, quả báo nhất siêu nhiên, lợi ích nhân thiên, vạn cổ vĩnh lưu truyền. Lương Hoàng Bảo Sáng, vạn đức hồng danh, linh văn cửu quyển tối hoàng thâm, tự tự miễn tai truân, đảnh lễ Phật danh, tiêu tai bảo an ninh. Nam mô Thiện Huệ Địa Bồ Tát Ma Ha Tát. Ba lần cung văn. Cửu phẩm đạo sư, cửu chấp lục thiên nhi thị vệ, cửu giới từ phụ, cửu chủng La Hán dĩ tham tùy, ngưỡng nguyện thánh quyến vĩnh ngưỡng ư cửu trùng khuyết nội, cực tế quần sinh đồng đăng ư cửu liên đài bạn, công diêu cửu hữu, đạo diệt cửu thiên, ngưỡng đầu đại giác, chứng minh sám hối, thượng lai phụng dì cầu sám đệ tử đẳng, quân tu Lương Hoàng Bảo Sám, phi duyệt hải tạng linh văn, kim đương đệ cửu quyển xuất nhập nhị thời, công hoàng cáo tất, cung đối thánh tượng, khể thủ quy y, phàn hải ngạn chi diên đàn, hiến danh diên chi dị quả, trà luân tỉnh hôn trầm chi dị, đăng nhiên phá hắc ám chi quang, kỳ hoa diệu đoạt ư thiên cơ, phạm hưởng thanh truyền ư tiên nhạc, chí thành lục niệm, thiền quán nhất tâm, giảo kế trụ lượng, giai tức hồi hướng A Nậu Bồ Đề tác đoả, thanh văn La Hán chư thiên,
thiên kinh địa vĩ, chưởng ác âm dương, quyền hành cập tạo hóa, bát bộ chúng long thần, tịnh nguyện giám thử tâm, phổ huân chân thường lạc. Phụng gì cầu sám đệ tử đẳng, sám trừ chủng chủng chi nghiệp chướng, đắc hoạch vĩnh vĩnh chi trinh tường, đốn siêu cửu phẩm, tảo chứng bồ đề, phục nguyện cửu kiết tội thiên, tự thử thời nhi giải thích, cửu u khổ thú, thừa tư sám dĩ khai minh, bất trệ cửu địa, cửu tư chi kiến hoặc, tất đạt cửu liên cửu phẩm chi tịnh ban, hàm siêu cửu công tư nghiêm cửu đức, nhiên tắc tái tứ phi trần, thành khửu tình do sai hộ, tái lao tôn chúng trùng trùng sám hối. Nam mô sám hối sư Bồ Tát Ma Ha Tát ba lần. Lương hoàng bảo sám cửu quyển công đức lực, nguyện diệt đệ tử đẳng, chư tội chướng thân chứng Bồ Tát thiện huệ địa, sám văn cửu xứ tội hoa phi, giải liễu oan sám liễu tội, tiêu diêu trực nhập long hoa hội, long hoa tam hội nguyện tương phùng, Di Lặc Phật tìm thân thọ ký. Nam mô Long Hoa Hội Bồ Tát Ma Ha Tát ba lần. Lương hoàng bảo sám cửu quyển dĩ toàn châu, hồi hướng tứ ân tịnh tam hữu, bái sám chúng đẳng tăng phước thọ, nguyện tương pháp thủy tẩy khiên dư, duy nguyện dông giả giảng tây du, thiện huệ địa Bồ Tát duy nguyện ai nạp thọ. Nam mô Đăng Dân Lộ Bồ Tát Ma Ha Tát ba lần. Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh.